mà có thể là đối với một số người đây là lần đầu tiên. Có những nhạc cụ có thể quý vị cũng sẽ lần đầu tiên được thấy, được nghe. Chẳng hạn như chúng con thì cũng về những cái xiên tiền hoặc là những cái đàn tỳ bà hoặc là những cái đàn cổ của Việt Nam. Thật sự đây là lần đầu tiên chúng con được tiếp diện cũng như được nghe và được thấy. Thì chắc chắn lát nữa đây quý vị sẽ không hoài công chờ đợi và quý vị sẽ được thưởng thức một chương trình rất đặc biệt gồm có tất cả những cái dòng nhạc cổ truyền của Việt Nam từ miền Bắc, miền Nam và đến miền Trung. Cộng theo đó là một số bài tân nhạc rất nổi tiếng của một thời và quý vị sẽ được thưởng thức lại những cái giọng ca mà quý vị đã yêu mến của vùng thủ đô Phan Thị Đốn, từ vọng cổ cho đến tân nhạc cho đến những cái bản nhạc du dương của miền xa xứ Huế. Thì đó là một chương trình rất là đặc biệt của ngày hôm nay. Chúng con một lần nữa xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị, cảm ơn sự hiện diện của quý vị và rất là tri ân quý vị để quý vị đã chờ đợi và chương trình sẽ được bắt đầu trong giây lát. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thank you.
Tôi là Tâm Ngân Huệ và Thanh Thúy. Xin lỗi, chúng tôi chỉ có một cái microphone. Chúng tôi rất hân hạnh chào đón toàn thể quý vị đến với chương trình hôm nay. Như quý vị vừa thấy, một màn hòa tấu rất đặc biệt và có 102 và rất quý hiếm của quý vị. Một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn những cách đón xuyên nhà nhiều tính trong một giảng nhạc của mùa dân tộc. Kính thưa quý vị, giáo sư Hoàng Cơ Thụy, chúng tôi xin muốn nói một chút xíu về giáo sư Hoàng Cơ Thụy. Giáo sư Hoàng Cơ Thụy là một trong những viên ngọc quý của nền âm nhạc Việt Nam hiện nay, bởi vì chỉ còn có một mình thầy là người mà tiếp nối cái dòng nhạc cổ truyền cho đến ngày hôm nay. Trong một phút giấc nào đó mà chúng tôi cũng quên mất cái tựa đề và anh Thường có chia sẻ với chúng tôi là thầy là một viên ngọc quý hiện nay và không biết sẽ những thế hệ sau này có còn ai chơi được và có những kiến thức âm nhạc cổ truyền như thầy Hoàng Cơ Thụy hôm nay. Đây là một cái điều mà rất vinh dự cho toàn thể chúng ta hôm nay được thưởng thức tài nghệ của thầy. Vâng, thưa quý vị, cũng giống như lời chị Thanh Huệ nói, chúng tôi xin giới thiệu giáo sư Nguyễn Xuân Yên. Thưa quý vị, giáo sư Nguyễn Xuân Yên cũng là sư nhân của thầy Hoàng Cơ Thụy và cô cũng là tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc Sài Gòn và hiện nay cô cũng giúp cho rất nhiều thế hệ trẻ để duy trì cái nền âm nhạc cổ truyền của Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, giáo sư Nguyễn Thị Lan. Và thưa quý vị, cô Lan cũng là một trong những giáo sư tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc Sài Gòn và hiện nay thì cô một tư mục tại Utah, USA và cô cũng không quản ngại đường xá và đã đến đây cùng với các giáo sư bạn cũ của cô để có một chương trình thật đặc sắc hôm nay với chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta cũng biết giáo sư Kim Oanh là một giáo sư rất là nỗ lực và trong vùng của chuyên gia của chúng ta. Và người cũng đến trong cái ban nhạc này, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị thầy Trần Bộ. Và như quý vị biết, thầy Trần Bộ cũng là giáo sư âm nhạc tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc Sài Gòn. Và cái điểm đặc biệt ở nơi đây, nếu quý vị đã từng thưởng thức tài nghệ của cây sáo Đào Công Minh thì chúng tôi một lần nữa xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị, đây cũng là một trong những viên ngọc quý trong nền âm nhạc cổ truyền của chúng ta. Thầy Trần Bộ là thầy của Đào Công Minh, tiếng sáo của thầy lắp đến đây, quý vị sẽ được thưởng thức. Và người sau cùng, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị nghệ sĩ Phương Mỹ. Thưa quý vị, chị cũng là từng là tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc Việt Nam Cộng Hòa xưa. Mời chị Phương Mỹ. Và sau đây, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị chị Phương Mỹ là cũng là trưởng ban tổ chức và cũng là người nối tiếp cái nhịp cầu để đưa cái dòng nhạc cổ truyền đến với vùng thủ đô Hoa Thị Đốn của chúng ta hôm nay và cũng là một cái giá trị nối kết cái tình thương của hội của chị, đó là Hope for Children in Vietnam. Và chị đã nối cái vòng tay đó để toàn thể Phật tử cũng như là cộng đồng chúng ta trong cái buổi trình diễn tuần trước vào Chủ nhật và lần này có một cơ hội để biết thêm về cái hội từ thiện của chị suốt một chặng đường hơn một thập niên nay. Một lần nữa xin quý vị chào đón chị Phương Mỹ. Xin cảm ơn quý vị đã đến dự rất là đông đảo trong cái buổi nhạc cổ truyền ngày hôm nay. Phương Mỹ xin thành thật cảm ơn quý vị. Hôm nay thì Phương Mỹ xin nói rất là ít tại vì quý vị cũng đang muốn nghe quý vị giáo sư trình diễn. Thành ra là Phương Mỹ xin nói lý do của mục đích của buổi hôm nay là Phương Mỹ muốn cho tất cả quý vị thưởng thức những cái nét nhạc độc đáo của được cổ truyền và quý vị sẽ thấy như đây rất là có sự hài hòa giữa tân và cổ. Và chương trình này thì quý vị cũng xin để được gây quỹ cho hội thiện nhân phụng sự, thành ra là quý vị mở lòng thì xin đóng góp cho hội CSS. Và tiếp tục chương trình hôm nay, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên mà quý vị sẽ được thưởng thức một màn hòa tấu
mang tính chất tâm linh rất cao và được quý thầy cô đã cải biên và soạn nhạc để chúng ta hôm nay thưởng thức được những cái lời kinh mà từ trước đến giờ có lẽ chúng ta chỉ được nghe đọc tụng trong chùa hoặc trong băng đĩa. Nhưng hôm nay hiện diện nơi này, quý vị hãy lắng lòng thanh tịnh thân tâm, gửi cái lòng thương yêu của mình đến tất cả những nạn nhân, những người kém may mắn như chúng ta đã từng có. Thỉnh thoảng khi chúng ta rơi vào những cơn tuyệt vọng, những nỗi đau khổ tột cùng của cuộc sống, chúng ta hướng về ơn trên. Có người thì niệm chú đại bi để chữa bệnh, có người thì niệm chú đại bi để hầu có thể xoa dịu được nỗi khổ niềm đau. Hôm nay dòng nhạc cổ truyền của dân tộc sẽ gửi đến quý vị màn hòa tấu mà chắc chắn tất cả trong chúng ta ai đó cũng đã một lần hướng về Ngài cầu xin sự che chở của Ngài. Xin mời quý vị cùng chúng tôi thanh tịnh thân tâm hướng về sân khấu để cùng nhau hướng lòng niệm chiếu đại bi. Xin mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe chú đại bi với dàn hòa tấu của dân tộc. Chúng tôi xin trân trọng kính mời.
mang lại cho quý vị một bài tân nhạc. Nhạc phẩm Làng Tôi của Trung Quân sẽ do Nguyễn Xuân Thưởng trình bày. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Nguyễn Xuân Thưởng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hay quá không quý vị? Chương trình sẽ được tiếp nối. Nó một tiết mục rất là đặc biệt. Như quý vị cũng biết, đất nước ta thì có ba miền: Bắc, Nam và Trung. Mỗi một miền thì đều có một cái dòng nhạc cổ rất là đặc biệt và có những cái nét độc đáo của riêng từng miền. Thì một tiết mục đặc biệt đó sẽ đến với quý vị. Xin nhờ chị Thanh Thúy giới thiệu tiết mục đặc biệt này, và cái người trình bày cái nhạc phẩm này cũng không kém phần đặc biệt. Vâng, kính thưa quý vị, như Tân Hạnh vừa nói về ba miền của chúng ta, miền Bắc thì hôm nay chị Phương Mỹ sẽ hát đem tới với chúng ta cả ba thể loại. Nhạc miền Bắc là bài Chinh Phủ Ngâm, và miền Trung thì có bài Hò Mái Nhị, và miền Nam thì nhạc phẩm Sông Nước. Xin mời quý vị chào đón chị Phương Mỹ. Ở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng lắm nỗi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn các thầy cô. Kính thưa quý vị, sau đây là màn song tấu của một nhạc phẩm rất là quen thuộc với cải lương miền Nam. Bài Văn Thiên Tường với giọng oán nghe rất là buồn, bà Thanh Thúy nghe nó là buồn não đùng, buồn thấm thía đó quý vị. Và xin quý vị thưởng thức qua màn song tấu với tiếng đàn tranh mềm mại của giáo sư Hoàng Cơ Thủy và tiếng sáo réo rắt của giáo sư Trần Bộ. Thưa quý vị, Văn Thiên Tường. Thank you.
một tràng vỗ tay thật lớn dành cho phần trưởng đoàn của chương trình, đó là tiếng hát Nguyễn Xuân Thường với phần trình diễn là vọng cổ. Xin chào quý vị. Xin chào quý vị, đây là bài hát có tựa đề là Thương Nhớ Miền Tây. Mình bắt đầu mình vô cái một câu hò của miền Tây. Hãy
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và bây giờ thì xin mời quý vị trở về với miền Trung thân thương của chúng ta, nơi mà có sông Hương mới ngược, nơi mà chúng ta thấy dòng mái chèo và những tiếng nói nhẹ nhàng, thánh thoát. Và khi nói đến Huế thì chúng ta hay nói đến những cung đình. Và bây giờ quý vị có thể nghe giọng hát Huế không ạ? Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đến Tàn Bến Người với phần trình diễn của nữ ca sĩ Như Hương. Khi con đọc nói tiếng Huế mà nói không hết được, rồi thì muốn cho có thể thấy bất cứ nào mà nói Huế mà nói không ra Huế. Giờ bây giờ đây là lần đầu tiên Hương được thân hạnh nói thực thể trên sân khấu cùng với tất cả quý vị, xin cái đại của cha. Thank you.
xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi lại xin mang thêm một bài truyền thống của miền Trung, nét nhạc cổ truyền của người dân xứ Huế, đó là bài Nam Bình trong bộ môn ca Huế, với bài hát có tựa đề Tâm Sự Huyền Chân, sẽ được trình diễn với tiếng hát của nghệ sĩ Phương Mỹ. Xin quý vị chào đón chị Phương Mỹ và phần đệm đàn của giáo sư Hoàng Cơ Thủy và giáo sư Trần Bộ. Thưa quý vị, Phương Mỹ. Chị đang nghe Dân Tài đến từ với những cái điệu Nam Bình. Bây giờ Phương Mỹ xin trình bày một điệu Nam Bình thuần túy cổ truyền miền Trung. Thì có hai con phượng hoàng ở trên trời hiện ra,
và múa để chúc mừng ngài. Chỉ có khi nào một minh quân xuất hiện thì lúc đó phụ hoàng mới xuất hiện để chúc mừng. Và sau đây xin mời quý vị cùng hướng về sân khấu lắng lòng nghe cái nhạc điệu của cung đình Huế sẽ được réo rắt qua tiếng sáo tiêu luyện của giáo sư Trần Bộ với nhạc phẩm Phục Vũ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Và có lẽ là hồi nãy chúng con không biết là cùng với thầy thì có thầy Hoàng Thu Thùy, cô Nguyễn Xuân Yên, giáo sư Kim Oanh và chị Phương Mỹ cùng hòa nhịp trong cái bản gọi là tông tấu sáo của thầy, nhưng sẽ phù hòa với thầy cùng có những cái nhạc cụ như quý vị thấy, nhạc cổ truyền của dân tộc. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Thì quý vị cũng chẳng có tay nữa đi. Xin chào tay quý vị.
hay trần bộ tuyệt vời của quý vị, và tất cả những cái nhạc cụ hòa theo đó là cái tiếng tắt cũng là của một cái phần thì điệu nhạc của cung đình Huế mà cô khi giáo sư Kim Hoanh đã chơi, và của cô Xuân Yên cũng như là chị Phương Mỹ, đó là tiếng sinh tiền. Và có lẽ đây là lần đầu tiên toàn thể chúng ta cũng như bản thân của chị em chúng con mới thấy được lần đầu tiên là tiếng tắt của cung đình Huế và tiếng sinh tiền. Và quý vị cũng thấy được chương trình Thanh Thúy mới nói cái gì đó, hai chị em ngồi bên trong đó khi mà tiếng nhạc rồn rập cũng như khi tiếng nhạc réo rắt thì chúng con tưởng tượng ra là đấng binh quân đang bước vào thảm đỏ và chuẩn bị lên ngôi đế vương phòng quý vị, và tự nhiên cái lòng mình thấy vui và mình nghĩ về quê hương của mình ngày đó khi mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông đăng quang. Một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Vâng thưa quý vị, và sau đây lại là một phần một bài tân nhạc mang âm hưởng quê hương miền Nam, nhạc phẩm Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè do nghệ sĩ Phương Mỹ trình bày với sự hòa âm của các giáo sư. Xin chào đón chị Phương Mỹ một lần nữa thưa quý vị.
rau đồng mộc mạc của quê hương miền Nam. Khi mà chị hát, quý vị có cảm nghĩ như thế nào? Nhưng mà đối với Tâm An Hội thì gần như là đưa mình về lại với quê hương miền Nam, với cái những bóp những cái rau đắng mọc sau hè, những cái bắp cân hoặc là cái mẹ ngồi rồi nhổ tóc bạc, và những cái hình ảnh thật là thân thương ở quê nhà, và gợi lại cho chúng ta những kỷ niệm của một thời đã qua rồi, quý vị. Kính thưa quý vị, sau đây là một bài cổ nhạc của miền Nam, không phải nghĩ nó là cổ nhạc không, một bản nhạc rất là vui và rất là quen thuộc. Thanh Thúy tin là rất là quen thuộc với tất cả quý vị ở đây. Hãy nói cho quý vị nghe xem nhạc phẩm vui tươi sắp tới là cái bài gì. Thật ra đó, hai chị em ngồi bên trong đó đang nói chuyện với nhau và không biết là có nói nó hay đúng hay không, bởi vì nói chị Thúy ơi, em nghe nói là hòa tấu lý ngựa ô, có phải là thức con ngựa ô phẩm vậy, phải không? Phải không quý vị? Trong đây quý vị nào biết bài lý ngựa ô thì phải thí coi nào. Rồi 100% tất cả đều biết bài lý ngựa ô hết. Cho chúng ta để cho quý vị thưởng thức bài hòa tấu lý ngựa ô với phần trình diễn của giáo sư Hoàng Cương Huy, Nguyễn Xuân Yên, giáo sư Nguyễn Thị Lan, giáo sư Kim Oanh, giáo sư Trần Bộ, nghệ sĩ Phương Mỹ, nhạc sĩ Hoàng Cung Ba. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Lý Ngựa Ô.
nhạc mà có thể nói là đã có một thời bị bỏ quên. Hôm nay nhờ những bàn tay khéo léo của quý thầy cô và của các anh chị em nghệ sĩ, dòng nhạc cổ truyền của Việt Nam chúng ta đã sống lại trong từng tâm thức của những người khán giả đang được thưởng thức và chắc chắn sẽ được lưu truyền mãi mãi. Với một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho quý thầy cô và màn hòa tấu Bí Ngựa Ô đã khép lại chương trình ca nhạc hôm nay của Hội Quốc Cô Chú Lân Việt Nam. Thay mặt cho ban tổ chức, trong hân hạnh xin gửi đến toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành nhất. Sự hiện diện của quý vị là một niềm khích lệ, là một niềm thương mến đối với tất cả các anh chị em, thầy cô, nghệ sĩ. Bởi vì với hết tâm huyết của quý thầy cô cũng như của ban tổ chức để đem lại một cái niềm vui, đem lại một cái sự lợi ích cho tất cả mọi người, từ những người thưởng thức âm nhạc, từ những em bé mồ côi, từ những người bị thất thoát trong màn lũ lụt đều được hưởng những cái dòng nhạc này. Tất cả những sự đóng góp của quý vị, ban tổ chức xin tri ân và cảm ơn quý vị. Cảm ơn và xin gửi lời kính quý nhất đối với toàn thể các giáo sư, nhạc sĩ, thầy Hoàng Cơ Thủy, thầy Trần Bộ, cô Nguyễn Xuân Yên, cô Nguyễn Thị Lan, chủ giáo sư Kim Oanh, chị nghệ sĩ Phương Mỹ và toàn thể ban nhạc của vùng thủ đô Hoa Thị Tốn, cũng như tất cả các anh chị em các nhạc sĩ vùng thủ đô Hoa Thị Tốn đã đóng góp trong chương trình hôm nay một cách hữu hiệu, và toàn thể quý vị đã đóng góp cho chương trình suốt 2 tuần qua. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị có một cuộc sống an vui, hạnh phúc và luôn luôn hướng về những con người bất hạnh để chúng ta cùng nhau chia sẻ đóng góp và làm đẹp cho đời, cho đảng. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn.